Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên được thành lập theo quyết định số 1973 ngày 9 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp Điện Biên, thành lập từ năm 1963. Tọa lạc trên khuôn viên hơn 6 hectare tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, địa danh lịch sử lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trải qua 49 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo hơn 13.000 cán bộ trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, góp phần cung cấp một nguồn nhân lực lớn, có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc. Là cơ sở đào tạo đa cấp, đa hệ, đa ngành trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, gồm các ngành kinh tế kỹ thuật, văn hóa xã hội, đồng thời nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Hiện nay, trường đang đào tạo 4 ngành cao đẳng hệ chính quy và 12 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài ra, trường còn liên kết với các trường đại học, học viện trọng điểm trong nước, đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo liên thông trình độ từ trung cấp, chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học. Hàng năm, quy mô đào tạo của trường hơn 3.000 học sinh sinh viên, chất lượng đào tạo được đảm bảo và ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh sinh viên lên lớp, tốt nghiệp bình quân hàng năm đạt 95% trở lên. Tỷ lệ học sinh sinh viên có kết quả học tập khá giỏi, bình quân đạt 25% trở lên. Học sinh sinh viên do trường đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ cho các ngành, các cấp của tỉnh, cũng như đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho xã hội. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư đồng bộ và hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đào tạo. Hệ thống giảng đường, phòng học, thư viện và các phòng thực hành, thực tập, nhà làm việc, hội trường, ký túc xá, khang trang hiện đại được khai thác và sử dụng hiệu quả. Về tổ chức bộ máy của trường hiện nay gồm ban giám hiệu, 7 phòng chức năng, 5 khoa chuyên môn và 2 cơ sở phục vụ đào tạo. Chất lượng đội ngũ ngày được nâng cao. Hiện nay nhà trường có 153 cán bộ viên chức, trong đó có 110 giảng viên, 26 thạc sĩ, 6 nghiên cứu sinh, 28 giảng viên đang học thạc sĩ. Về công tác nghiên cứu khoa học, hàng năm trường có từ 10 đến 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 1 đến 2 đề tài dự án cấp tỉnh. Các đề tài có giá trị thiết thực được áp dụng vào thực tiễn công tác đã nâng cao được chất lượng đào tạo. Hoạt động hợp tác quốc tế của trường chủ yếu trên các lĩnh vực đào tạo sinh viên cho các tỉnh Bắc Lào, hợp tác với các chương trình dự án chính phủ và phi chính phủ về đào tạo và nâng cao năng lực quản trị, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2012, nhà trường đã và đang tích cực triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nhà trường và xã hội, thực hiện mục tiêu uy tín, chất lượng, trách nhiệm xã hội.